Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Đây là màu 2 đến với cụ Chim Sẻ, cố gắng nào. Ok, như vậy là có một bầy hươu đầu đến từ game thủ Chim Sẻ và sẽ đánh theo kiểu ăn thịt voi hươu trước ở trong trận đấu này. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 5 trong buổi tối ngày hôm nay, kèo 3-3. Lùa mấy con hươu này về. Ok, một cái BE cạnh mỏ quả để lùa hươu một cách dễ dàng hơn đây rồi. Đánh theo kiểu ăn thịt voi hươu trước tới từ game thủ Chim Sẻ để tối ưu nguồn lực của mình với cái chiếc nhà BS đầu tại cánh rừng thông đẹp mắt được kia. Em đang hơi khản tiếng một tí ạ. Em là bình viên Hải Mario nhá anh em ơi. Hello mọi người, hello anh em. Rồi như vậy bây giờ được đưa về thành công tới từ game thủ Chim Sẻ. Cơ cấu nhà cửa mình là lùa nốt mấy con hươu này về. Đây sẽ còn hươu tiếp theo tới từ bài đầu này. Rồi giải quyết nó thôi. Ok, hươu đã về. Thêm vòng nữa đi dò. Một bài đấu đang có bầy hươu đầu, một mỏ quả đầu, rừng rú quanh nhà. Chúng ta có mặt máy của game thủ khác, ví dụ như mặt máy của game thủ Vitamin U98 chưa có đồ lùa về, có một bầy hươu đây nữa đến từ 98 đây rồi. Hai bầy hươu không đồ lùa về, tìm cố con voi nào, một thế bài đầu cánh từ 98 và anh Huy Đoàn sẽ là người trong cánh trận đấu này. Một bài đấu đang cũng chưa đồ lùa về, quả đôi. Rừng rú quanh nhà rất nhiều. Trận này thì có dâng thì chắc là chỉ có sẻ. À xin lỗi, là 98 dâng chéo cho sẻ thôi. Nhưng mà bài 98 vẫn chưa đẹp để dâng anh em ạ. Đó mới là vấn đề. Rồi quay trở lại mặt máy game thủ Chim Sẻ. Bài sẻ thiết kế chiếc ABG khai thác quả đầu đây rồi. Quả phụ cũng đã có luôn. Bầy hươu mỏ quả dành cho game thủ Chim Sẻ này áng. Buồn thế nhờ. Đáng ra là kèo này phải 5-0 chứ. Anh em treo thưởng thế này, mất kèo 5-0 của tôi rồi. Cày thế. Thành ra hết tinh tinh luôn. Rồi thêm những bước đi dò dành cho bài đấu của game thủ Chim Sẻ Nắng thôi. Cơ cấu thêm chiếc nhà bé thứ hai, một bầy hươu đầu, một mỏ quả đầu, một mỏ quả phụ, bài đầu cánh và quan trọng là 98 có dâng chéo hay không. Hơi tiếc anh em ạ. Thắng trận vừa rồi thì bao nhiêu anh em tinh tinh nhờ. Không phải, trận vừa rồi chúng ta đánh hơi lỗi đấy anh em ạ, đặc biệt là cái thời điểm lên 4 ấy. 98 kê nhà nó đóng lờ kiểu tham quá, thả đóng lờ mặt BA luôn, ngay trước BA luôn thì L đứng trước, A đứng sau, hot nở ra kê nhà để lọt nhà tùm lum đấy. Ốp màu 5 yếu nhất, màu 5 mãi mới có quân, để màu 4 nó càn cho khổ thật đấy. Bạn này thì sẽ đánh chắc nhà rồi, ép đời bài hiêu đầu quả phụ thôi. Đây chỗ này đôi sư tử mặt này sẽ BBBM. Không giờ chốt mấy cái bè đấy. Cố gắng trong trận đấu này anh em nhá, nâng tỷ số lên 4-1 đánh chung kết sớm cho các bạn là đẹp. Hợp lý thôi. 24 dân đến Tiểu Lâm 5%, khả năng là dâng A đầu cánh. Chúng ta cùng xem là Tiểu Lâm ở cánh nào và bắn vào nhà của ai anh em nhá. Bình viên ơi, ví dụ xin 5 dân thì muốn giảm xuống 2 dân thì làm thế nào? Anh kích chuột phải vào hình con nông dân đấy là nó tự giảm đi anh ạ. Rồi BA, BM đến từ Chim Sẻ đây rồi. Lên đời cân màu 7 luôn. Đó, màu 7 chết dân à? Nếu không nhầm thì Tiểu Lâm là người chết dân, Sẻ đang dồn thịt. Nhưng mà vẫn thiếu. Thành ra bị lỗi. Và kích đời 9 phút 58 với 25 dân cộng 1. Bài nó hơi tròn một tí. Hơi lỗi anh em ạ.
bắt đầu cơ cấu ra ruộng đây rồi. Đèn vớt ba dân thì cày thế nhở anh em, xúi người ta. Sáu bảy tám chín nhường team bạn một trận để đi em giữ khách chứ. Ok anh ơi, cảm ơn anh nào vừa tinh tinh 6789 nữa nhá, thank you anh ạ. Bọn em thì thực sự không muốn nhường tí nào cả. Tối giờ chưa ăn gì, đang hơi đói đây. Giờ cho bát gì nhỉ? Bún vịt này hay là bún ngan này, ui trời ơi thơm luôn. Bắt đầu tăng A dành cho anh thủ chim sẻ. Mặt 9 giờ, 12 giờ xuống 9 giờ chúng ta sẽ bo dần dần thôi. Thua cái ít luôn hết hẳn đúng rồi anh ạ. Ăn bún đậu giờ này, đêm rồi không ăn bún đậu rồi anh ạ. Đêm ăn bún đậu dễ đau bụng lắm. Em chỉ ăn bún đậu buổi trưa thôi. À, bắt đầu cơ cấu tăng A dành cho cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Ok, cháy rượu dế nhá. Thạch đầu Aram ạ. Anh để cái tên thì anh chơi cho mình kính nhỉ. Rồi, như vậy là bài đánh 4A thôi. 98 dâng chéo không ta. Đây là máy thủ Vimilu 98. 98 dâng Nga giữa bản đồ thôi. Dâng Nga đúng cánh của mình ạ. 29 trên 32. Cũng sắp tuần đầu tiên 5A lên 98 đây rồi. Đây là máy của game thủ Huy Đoàn. Huy Đoàn đánh ở nha. Sẻ cũng solo đầu cánh. 4A là hơi căng lại, bắt đầu đẩy quân rồi. Không thấy số tài khoản thì tinh tinh kiểu gì. Anh có thể tinh tinh vào số tài khoản của Đức Bình 96 Techcom. Đấy. Hoặc là Hải Mario cũng Techcom luôn. Thì bạn sẽ bị hai nhà chơi rồi. Sơ Luyến và Tiểu Lâm. Tiểu Lâm là người đi dâng Nga với bài 25 dân trừ 1. Bây giờ thì cả game thủ Sơ Luyến và Tiểu Lâm mới công nhà chim sẻ này. Càng đấy. Bây giờ thì anh Huy Đoàn phải đưa quân ra đây, nhưng mà đưa đây tôi sợ là hơi chậm. Bây giờ mỗi nhà hai tơn vào đấm như thế này, đau hết cả đầu này. Toàn bị hai nhà ốp thôi. Tham lai ở số là 36 trên 48 dành cho game thủ chim sẻ đang vác dân ra một cung đường đội bạn để có thể đỡ nha. Tôi vẫn chưa thì chấm 1-1 của anh Huy Đoàn đến đấy các bạn. Tham lai đang ở số là 36 trên 48 trong bài đấu này. Đội bạn đang cố gắng để công nhà chim sẻ, vẫn đập gãy được cung đường đội bạn. Và bây giờ thì anh Huy Đoàn đã đến rồi. Ok, cuối cùng thì anh Huy Đoàn đã đến để có thể giảm áp lực cho game thủ chim sẻ nào. Và cái bên kia thì 98 sẽ solo với cái thủ lôi lão hổ. Đây là màn máy của game thủ Vimilu 98 với tham lai đang ở số là 41 trên 560. Như vậy thì 98 vào bắn là màu 5 trước, màu 5 của game thủ Sơ Luyến trước. Tôi đi vòng rất xa đến từ game thủ Vimilu 98. À đâu, màu 5 là lôi lão hổ, sorry các bạn. Sơ Luyến đã bắt đầu bắn chân 98 rồi, sorry mọi người, em nhầm màu. Vậy Sơ Luyến trận này đổi màu 3. Sorry mọi người nhá. Huy Đoàn là game thủ bán chuyên, anh ấy thi đấu trong team MacR và anh ấy chỉ đánh cung R thôi. Đã bị vẩy E tuần này nhưng 98 vẫn chạy được. Cú bóc vào nhà của game thủ lôi lão hổ đến từ 98. Bán hoan thêm mỏ quả nữa. Bún cho em, ok, cảm ơn anh Thành Pro nhá. Tặng em Hải bắt bún, ok anh luôn. Ngọt luôn anh ơi. Cảm ơn anh đã tinh tinh cho game thủ chim sẻ nắng 50k nhá. 37 trên 56 và đây là nhà màu 7, 98 sẽ phải quản cả màu 7 đi dâng Nga phía bạn nữa. Đây là máy game thủ chim sẻ, sau những tình huống thủ nhà thì đầu thì bây giờ đã cơ cấu lại rồi với tham lai 5x. Và màu 3 game thủ Sơ Luyến đang có tham lai rất là to vì anh này sẽ sóng dần rất là đậy. Sẻ đang cố gắng bắt BA đi dâng của cái cầm màu 7 game thủ Tiểu Lâm. Đi bàn 98 thì mình nghĩ là 98 vẫn nhỉnh hơn chứ. BC đến từ chim sẻ rồi. Đang làm vẩy tung lùm để bắt cung đường cầm màu 7. Từ 6 đến từ anh Thường DZ, chúc anh em ngủ ngon, ngủ sớm đấy anh. Đã xong kèo đâu. Đang bo lại nhà đấy từ chim sẻ rồi, giải quyết hai sư tử kia đi. Và đây là máy của anh Huy Đoàn. Bên này thì anh Huy Đoàn tham lai ở số là 63. Đang bung ra phát triển rất là to đây rồi. Đang bo bế lại nhà cửa mình một tơn nữa. Một số anh em đang bảo view ảo này, anh em nào mà đang xem này không phải là view ảo thì anh em có thể comment ok ở đây được không ạ?
Tham Lai đang số là 71/88 đấy cho bài đấu này. Đấy. Ảo cái mà bảo comment ok, các anh em bảo comment ok cháy máy đây này. Ảo bây giờ không ảo rồi. 73 đó là Tham Lai chim sẻ. 98 bên này Tham Lai đang số là 36 đang soi tham. Và tôi chưa kịp nhìn số lượng dân từ phía các bạn luôn. Nhanh quá. Anh Huy Đoàn Tham Lai là 76, sẻ Tham Lai bao nhiêu? Sẻ Tham Lai 67 đang đối đầu với màu 5 đó là Lôi Lão Hổ rồi. Ok anh em ơi, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Thế là anh em đủ biết là ảo hay không. Nhưng mà comment mỗi chữ ok thì tôi nghĩ là sợ là anh kia bảo là chúng mày có thể cheat chữ comment ok được rồi. Thì bây giờ anh em có thể mỗi người comment một số. Ví dụ anh này comment số 1 thì anh kia sẽ comment số 2. Đếm cho đến khi nào được 5.000 người đi. Nếu không thì các anh ấy bảo bọn này toàn view ảo, toàn auto comment. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 các kiểu đấy. Đấy. Thế cho nó nét luôn để xem là anh em nào còn bảo view ảo nữa không. Đang phát trực tiếp anh em tương tác thật như thế này cứ bảo là view ảo cay ghê. Bắt đầu bung nhà chính đào vàng đây, chim sẻ và đang ốp lên nhà màu 5 đó chính là BA của cái thủ Lôi Lão Hổ đây rồi. Đứng trên dốc và bắn xuống tưới luôn. 87 dân đến từ Sơ Luyến vách cả lông tí. Đúng thế, Sơ Luyến rồi. 87 dân luôn rồi các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì Huy Đoàn sẽ ốp màu 5 bên phía đôi bạn. Và về ở nhà đấy anh em phải đào vàng để có lên 4. Đôi bạn Sơ Luyến sẽ lên 4 và đấm chim sẻ nào. Tôi nghĩ là Sơ Luyến sẽ lên 4 và đấm sẻ trước, Huy Đoàn sẽ đấm sau. Bây giờ chúng ta sẽ ốp được màu 5 đã. Lượng quân đang còn đang chưa đủ ốp chết màu 5 bên phía đôi bạn đây này. Vẫn làm vít quân đến được cái vụ chim sẻ. BA tiếp theo với Tham Lai là 83. Anh Huy Đoàn tham bao nhiêu rồi? Cái này anh Huy Đoàn tham lại là số 92. Bên kia nhiều dân quá rồi. Còn chỗ này xem bo nhà cứng cái kiểu vào đi. Bo BE này tí đạp đôi nó vào thì chú gãy. Lần này thì anh đã chủ động nâng công nghệ đầu máu rồi. Không quên nữa. Chuẩn bị kích 4 rồi. Đây dân màu 6 của 98. Sẽ vừa bơm cho anh Huy Đoàn tí thịt. Kích đi anh ơi. Kích. Kích 4 anh ơi. Mới chưa làm xong ca, vẫn đang ghi thêm mấy dân nữa. Chưa làm xong P thì đúng hơn. Rồi kích 4 rồi, đây cũng vừa màu 3. Màu 3 đang sang cứu nhà của màu 5 một tơn. Đánh cung lên đầu máu làm gì. Cậu đánh quyền E7 Hàn Quốc nhá. Gửi anh em bắt phở ok anh luôn. Thêm vài chiếc ruộng nữa nhờ vài đầu này. Màu 3 đang bắt đầu đi di chuyển đến nhà chim sẻ để ốp sẻ rồi. Anh Huy Đoàn sẽ phải cứu chim sẻ nắng hoặc là phải ốp được vào nhà màu 5 bên phía các bạn nữa cơ. Tham Lai số là 99/152 cho bài đấu này. Bỏ bế ra cửa mình. Gửi 4 anh em bắt phở mà anh. Đấy, mặt dưới nhà sẽ chơi vào. Tầm này mình nghĩ là Sơ Luyến kích 4 rồi. Sắp trăm dần đến nơi rồi. Bắt đầu nâng công giáp cho đạp đôi đến từ anh Huy Đoàn. Và đang bắt cung đường màu 3. Đây, từ này bắt được. Đánh lên 4 thì chả bấy nhiêu A đấy anh. Ô từ các bạn nhìn chấm màu 698 kìa, từ. Đây anh em ơi, ôi rồi ôi đây. Ôi rồi ôi, tôi nhìn bản đồ của anh Huy Đoàn tự nhiên đến sáng 12 giờ thì toàn thấy màu 6 nó lao vào nhà của anh Sơ Luyến rồi nên hóa ra là đây. Anh em ơi, đây. Đây, này lên 4 với chúng tôi này, này thì 100 dân này. Này, ôi giời ơi, 98 nó chạy vòng tròn quanh nhà của anh Sơ Luyến luôn. Đây, ui giời ơi, lên 4 này, đây, quên mất rồi trời. Vâng, phải tinh mắt lắm thì mới nhìn thấy được cái tình huống này đấy anh em ạ. Vâng, phải tinh mắt như Hải Mario mới nhìn được cái tình huống này anh em ạ. Chúng ta cứ quên 98 đi một thời gian, mặc dù tham nó là 19 thôi nhưng mà nhìn đây này. Đây mà là cái tên gọi là chính khọ. Cảm ơn Cao Văn Hùng với 23.982 đồng đã tinh tinh nhá. Đây, này. Vâng, nó lên 4 với cả chúng tôi và Sơ Luyến không chịu được nữa. Anh ấy resize tỷ số được đây là 4-1 chúng ta. Một chiến thắng chỉ cần nhớ tên đến 98 thôi. Vâng, sẽ lại thua kìa. Nó móc như thế này thì làm gì còn cái lực gì nữa mà đánh nhau mà các cụ con mình chữ thua được ạ. À. Đấy, anh em chơi 98 đi.